chương 255, bí ẩn. Tiết thần lập tức không còn buồn ngủ nhìn chầm chầm Lâu Khánh Vân một hồi lâu, sau đó lại được Lâu Khánh Vân ôm vào trong lòng một lần nữa nói, còn phải kinh ngạc vậy sao? Hữu tướng là chỗ dựa của nhị hoàng tử, hắn chuẩn bị những việc này là thực bình thường. Tiết thần vẫn là cảm thấy có chút kinh hãi, hữu tướng tung hoành triều giả nhiều năm như vậy. Nếu chúng ta chỉ cần đối phó với nhị hoàng tử còn có chút nắm chắc, nhưng thế lực của hữu tướng đã ăn sâu bén rễ, chuyện mà nhị hoàng tử làm không được thì có thể sẽ không khiến hữu tướng bó tay. Lâu Khánh Vân trầm mặt một lát. Nhẹ nhàng chỉnh tư thế để tiết thần nằm càng thoải mái hơn rồi nói, vậy thì cũng chưa chắc. Tiết thần không nói gì, cẩn thận hồi tưởng đời trước khi nào hữu tướng rơi đài, dường như là sau khi thái tử đăng cơ bị hoàng đế để di chiếu lại xử trí. Vì thế nhị hoàng tử mới bị dồn vào đường cùng, được ăn cả ngã về không dứt khoát khởi binh mưu phản. Nhưng một đời này cũng còn phải đợi khá lâu nữa mới đến lúc thái tử đăng cơ, thế mà hiện giờ hữu tướng đã quyết định ra tay với thái tử, vậy thái tử có thể bình an tránh thoát một kiếp mà không có việc gì sao? Nếu thái tử thật sự bị tổn thương. Dĩ nhiên lâu gia cũng phải chịu liên lụy, sự tình sẽ biến đổi càng ngày càng phức tạp. Lâu Khánh Vân cảm giác thê tử dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng nàng biết nàng đang lo lắng gì bèn lên tiếng an ủi, nàng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này ta và thái tử đã bắt đầu nghĩ đối sách. Hữu tướng cố nhiên lợi hại nhưng cũng không phải không thể phá, hắn có điểm yếu có thể uy hiếp được, mà về vụ này ta cũng nói lén với nàng một chút, điểm uy hiếp của hắn chúng ta đã tìm được rồi. Tiết thần khiếp sợ quay đầu lại, là điểm uy hiếp gì? Lâu Khánh Vân chỉ cười không tiết lộ thêm. Búng nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của nàng nói, đừng hỏi nàng cứ chuyên tâm dưỡng thai là được. Lúc này bọn họ muốn lập ra kế hoạch vĩ đại gì thì chúng ta cũng sẽ tăng thêm đáp lễ. Hữu tướng cho dù có lợi hại đi nữa thì hắn cũng có một bó tuổi rồi. Lâu Khánh Vân nói làm tiếc thần càng thêm không yên tâm, nhìn trong mắt Lâu Khánh Vân bắn ra tia lạnh thấu xương, ngay cả nàng ở trong lòng ngực phu quân mà cũng cảm thấy có chút rét run. Trước cuộc nàng ý thức được, sự tình lần này đã không còn là vấn đề các phụ nhân hậu trạch có thể nhúng tay, Mâu thuẫn giữa thái tử và hữu tướng dường như đã đến lúc bùng nổ. Phu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Tiết thần hoàn toàn không còn buồn ngủ, Lâu Khánh Vân hình như cũng đang suy nghĩ nên không nói gì. Đôi phu thê mỗi người đều mang tâm tư không thể nói ra nằm dựa vào nhau. Đời trước quyền thế của hữu tướng còn muốn ngập trời hơn so với đời này, sau khi thái tử bị thương, hắn lập tức nâng nhị hoàng tử lên địa vị cao, phong thân vương, mở rộng thế lực trở nên nổi bật nghiễm nhiên áp đảo thái tử vài phần mà hoàng đế cho dù hướng về thái tử nhưng đâu thể ngăn chặn nhị hoàng tử tiến bộ không phải sao hơn nữa hữu tướng lại còn là lão sư của hoàng đế địa vị ở trong triều hết sức quan trọng ngay cả hoàng đế cũng không có cách gì vô duyên vô cớ động vào lão ta một đời này có rất nhiều nhân tố không giống nhau ở bên trong tiết thần trọng sinh vận mệnh lâu khánh vân thay đổi thái tử được độ qua một kiếp nhị hoàng tử bị trừ khử thế lực trong tay hữu tướng không có một hoàng tử nào có sức thuyết phục để đẩy được lên đài, tất cả yếu tố này đều chứng minh một đời này sẽ không đưa đến kết quả giống đời trước, nhưng kết quả này rốt cuộc thế nào thì không ai biết được. Cuối cùng Tiết thần cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào trong lòng ngực Lâu Khánh Vân. Buổi sáng tỉnh lại thấy trên người đã đắp chăn, xiêm y đã được đổi, búi tóc đã gỡ ra, Lâu Khánh Vân thì đã đi thượng triều. Nàng nằm nướng thêm chốc lát rồi mới lười nhác rời giường. Bởi vì hôm nay nàng đã hẹn với đại vương tử phi muốn thỉnh nàng ta tới phủ làm khách. Sáng sớm trưởng công chúa và hàng thị cùng bao thị đã giúp nàng an bài xong xuôi việc tiếp đãi trong phủ. tiếc thần đi đến phòng khách thấy mọi thứ đã được bố trí tốt, cảm thấy có chút ngượng ngùng bèn xin lỗi đã làm phiền trưởng công chúa. Trưởng công chúa và hàng thị cùng nhau quở trách nàng, nói nàng quá khách khí. Vân vân. Hàng thị được một tôn tử nên dạo này tâm tình rất tốt, tuy bận rộn hơn chút nhưng cả người nhìn qua đều là tinh thần sáng láng. Tiết thần hỏi hàng thị vài câu về hài tử, biết hài tử hết thảy đều tốt, tán chuyện trong chốc lát, liền nghe người gác cổng tới báo, kiệu liễn của đại vương tử phi đã tới đầu đường. Tiết thần và hàng thị bao thị liền cùng nhau ra ngoài cửa nghênh đón. Hôm nay đại vương tử phi vẫn mặc lễ phục của Nam Cương, màu sắc tươi sáng khiến con người cũng có tinh thần, tiểu vương tử bí lạc không đi cùng. Đầu tiên Đại vương tử phi đưa lễ vật, nói là muốn thay Bí Lạc xin lỗi tiểu thế tử. Tiết thần thuận thể nhận lấy, sau đó cũng sai người đưa lên quà tặng đã chuẩn bị cho Đại vương tử phi, hai người thay thế bọn nhỏ giải hòa, đây là ngoại giao cũng là cách thức có qua có lại. Giữa trưa, Tiết thần lưu Đại vương tử phi ở trong phủ dùng bữa, bên trong phòng ăn các món trân quý bày đầy bàn. Trưởng công chúa chỉ là lộ mặt một chút lúc đầu mà thôi giữa trưa cũng chỉ có Tiết thần cùng hàng thị và Bao thị tiếp khách. Các phu nhân ngồi xuống vừa định dùng bữa thì bên ngoài tiếng vào hai thị vệ của đại lý tự. Tiết thần nhận ra bọn họ là người bên cạnh lâu Khánh Vân, chỉ thấy hai người xách theo hộp đồ ăn bẩm báo, "Thiếu phu nhân. Hôm nay thế tử đến Thúy Nguyệt lâu ăn cơm, thấy trong lâu món ăn không tệ liền kêu chúng thuộc hạ đưa vài thứ trở về cho thiếu phu nhân." Mặt Tiết thần hơi chút đỏ lên, gật đầu ra hiệu cho bọn họ giao hộp đồ ăn cho nha hoàng, sau đó mới ngượng ngùng ngồi xuống. Hàng thị và bao thị cho nàng ánh mắt ái muội càng làm tiếc thần thẹn thùng hơn. Đại vương tử phi thấy thế không khỏi ngạc nhiên nhận xét, thế tử đối xử với thiếu phu nhân thật là tốt, ra cửa dùng cơm cũng không quên đưa chút đồ về cho thiếu phu nhân, trong phủ đâu thiếu ăn uống. Mấy người ở trên bàn cơm vừa lúc không có đề tài để nói nên hàng thị liền bắt lấy đề tài này nói theo đại vương tử phi, còn không phải sao đưa mắt nhìn khách toàn bộ kinh thành ai mà không biết thế tử của chúng ta đối với thiếu phu nhân tốt đến cỡ nào mức độ cẩn thận tỉ mỉ quả lạc ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rất đấy đại vương tử phi ngoài ý muốn nhìn tiếc thần thế à lúc trước ta ở nam cương có nghe nói nam tử người hán rất săn sóc thê tử ta vốn còn có chút không tin hiện giờ nhìn thấy quả thực là như thế tiết thần dùng đũa công gấp cho đại vương tử phi một đũa đồ ăn rồi nói vương phi đừng nghe các thẩm thẩm nói bậy, các vị này mỗi ngày đều chỉ biết trêu ghẹo ta bọn nha hoàng bưng tới đồ ăn trong hộp bày lên trên bàn lại thêm vài món ăn màu sắc hương vị đều đầy đủ nhìn vô cùng mê người đại vương tử phi hỏi tiết thần mấy món ăn này nhìn rất là hấp dẫn ta có thể nếm thử hay không tiết thần liên tục gật đầu được chứ ạ à, cũng may vương phi không chê đại vương tử phi liên tiếp ăn vài món mỗi món đều khen không dứt miệng rốt cuộc đúng là thức ăn chứa đầy tình nghĩa nếm thử quả nhiên hương vị không giống nhau thế tử là một nam nhân tốt như vậy thì ở nam cương có đốt đèn lồng cũng tìm không được nam tử của chúng ta xưa nay bá đạo chưa bao giờ quan tâm nữ tử như thế nào hàn thị và bao thị liếc nhau hàn thị liếc qua tiết thần chỉ thấy tiết thần cũng đưa mắt ra hiệu sau đó liền bất động thanh sắc gấp đồ ăn cho đại vương tử phi rồi đưa đẩy, ta thấy đại vương tử uy vũ bất phàm, chắc chắn là một nam nhi, đỉnh thiên lập địa. Nam tử tuy rằng tính tình bá đạo, nhưng rốt cuộc sẽ vì người nhà mà thu liễm. Đại vương tử phi chớ nên quá khen thế tử, chỉ là người khác chưa nhìn thấy bộ dáng bá đạo của hắn nên mới khích lệ mà thôi. Đại vương tử phi bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, hàng thị thấy thế vội vàng rót đầy chén cho nàng ta, Ngồi bên cạnh khen ngợi Lần trước ta ở trên đường từ xa xa Có nhìn thấy đôi hiền phu thê Đại vương tử uy mảnh Vương tử phi đoan trang Thật rất xứng đôi Đại vương tử phi không nói gì Chỉ uống thêm một chén rượu Tiếc thần có thai không thể tương bồi Ăn một nửa liền cáo từ ngồi sang một bên Hàng thị và bao thị kẻ sướng Người họa rót rượu cho đại vương tử phi Bồi nàng ta nói chuyện Bao thị tuy nói là thứ phòng thứ tức Nhưng thủ đoạn hỏi chuyện thật sự cao minh cơm mới ăn một nửa mà đại vương tử phi liền cởi mở cõi lòng với bao thị, quả thật hỏi ra không ít lời nói thiệt tình. Tiết thần ở một bên lắng nghe, hóa ra gia thế của vị đại vương tử phi này cũng cực kỳ hiển hách, từ khi còn là thai nhi đã đính hôn với đại vương tử. 18 tuổi liền gả cho hắn. Mà đại vương tử vốn chỉ là nhi tử của hậu phi không có danh tiếng, nhờ cưới được vị đại vương tử phi này mà địa vị mới được tăng lên trong triều đình Nam Cương thế nhưng nghe giọng điệu của đại vương tử phi thì vị đại vương tử này dường như cũng không phải là một người biết tri ân báo đáp rõ ràng là được thê tộc chống đỡ vậy mà hiện giờ đôi cánh đã cứng chắc chút thế lực của thê tộc cũng bắt đầu bị thua kém hắn liền trong tối ngoài sáng có rất nhiều bất mãn với đại vương tử phi trong câu chuyện này hình như còn có ẩn tình gì bất quá đại vương tử phi còn có chút để ý nên không nói hết bao thị thấy có chuyển biến tốt liền thu tay hỏi đến đây liền không tiếp tục truy vấn miễn cho sau khi đại vương tử phi tỉnh rượu lại hối hận không kịp cảm thấy lâu gia là mượn rượu để lừa ra bí mật của nàng ta đại vương tử phi hoàn toàn uống say nhưng vẫn còn ra sức muốn tiếp tục uống với bao thị nữ tử nam cương hào sản không để ý đến lễ tiết thân phận nàng cảm thấy nói chuyện hợp với bao thị liền làm rùng ben muốn theo bao thị về viện tiếp thần gật đầu với bao thị nhờ chiêu đãi cho tốt bao thị được nhờ liền mời đại vương tử phi về viện của mình sai người chuẩn bị phòng tốt nhất cho khách đưa đại vương tử phi vào nghỉ ngơi mãi đến chạng vạn đại vương tử phi mới tỉnh rượu có chút hổ thẹn cáo từ với tiết thần rồi rời đi buổi tối khi lâu khánh vân trở về thì tiết thần đang ở thư phòng viết chữ đi vào liền hỏi đồ ăn bữa trưa có ngon miệng hay không dĩ nhiên tiết thần nói rất ngon khiến cho lâu khánh vân đắc ý một trận Tiết thần lại kể cho phu quân nghe chuyện nàng phát hiện được từ miệng Đại vương tử phi trong bữa tiệc buổi trưa hôm nay, ai ngờ Lâu Khánh Vân dường như còn biết nhiều hơn các nàng một chút, cả Đại vương tử kia thật cũng là kẻ không ra gì. Tuy hắn là đại vương tử nhưng nam cương cũng không có tục lệ nhất định phải lập trưởng lập đích như chúng ta, bọn họ chủ trương ai có bản lĩnh thì lập người đó. Mẫu tộc của đại vương tử suy nhược, cũng may cưới được đại vương tử phi mới làm địa vị của hắn được nâng lên vậy mà mấy năm nay thế lực của hắn càng thêm hùng hậu thì liền không để mẫu tộc của đại vương tử phi vào mắt người nam cương không quan trọng chuyện lễ nghĩa mẫu tộc của đại vương tử phi dứt khoát làm rõ với đại vương tử đe dọa nếu đại vương tử không biết điều thì sẽ để đại vương tử phi tái giá với tứ vương tử là nhi tử mà khả hãng nam cương vừa ý nhất sau khi đại vương tử bị uy hiếp như vậy mới thu liễm không dám chèn ép mẫu tộc của đại vương tử phi vì thế cảm tình của đôi phu thê này coi bộ không tốt Tiết thần nghe đến đó thật có chút chấn kinh, hít mắt hỏi Lâu Khánh Vân, Nam Cương hóa ra lại có phong tục như vậy, nữ tử gả đi rồi mà vẫn còn có thể bị gia tộc đưa cho nam nhân khác sao? Lâu Khánh Vân gật đầu, cảm thấy hiếm khi có chuyện mình biết mà thê tử lại không biết, lập tức giải thích cho thê tử, phải, đúng vậy, bọn họ không quan trọng lễ tiết, phụ tử huynh đệ có chung một thê là chuyện thường, sau khi khả hãng chết. Nhi tử kế thừa không chỉ vương vị mà còn nữ nhân của hắn nữa mới mẻ chưa? Tiết thần nghe xong liếu lưỡi, Lâu Khánh Vân cười hắc hắc, nhịn không được bắt đầu buôn chuyện, không chỉ như thế, còn tiểu vương tử bí lạc kia cũng có vấn đề, nghe nói không nhất định là hài tử của đại vương tử. Tiết thần nghe đến đó đã không biết nói cái gì cho phải, nheo mắt nhìn Lâu Khánh Vân, khó có thể tin nói, không, không đến mức đó chứ, vậy thì còn gì để nói. Hơn nữa, những việc này cũng coi như là bí ẩn trong cung đình của Nam Cương, làm sao mà chàng biết được lâu khánh vân cười giống hồ ly tiết thần coi như bị kinh hách một phen xem ra lâu khánh vân và thái tử thật sớm đã có đề phòng ngay cả loại sự tình này cũng bị tra xét ra quá bác quái tuy nhiên nếu những gì lâu khánh vân nói là thật vậy thì tiết thần đã có thể hiểu rõ vấn đề khiến nàng vẫn luôn thắc mắc nếu đại vương tử có kế hoạch muốn động thủ với thái tử vì sao lại mang theo thê nhi cùng nhau tới đây hắn không sợ hành động bị bại lộ sẽ liên lụy thê nhi hay sao hiện giờ xem ra hắn đâu cần sợ gì chứ mang theo thê nhi thuần túy chính là dùng để che giấu tai mắt mọi người bởi vì không ai hoài nghi hắn sẽ không màng chết sống của thê nhi nhưng nếu đã biết nội tình thì minh bạch ngay nếu thật sự hắn bị bại lộ thì chỉ cần phủi mông chạy thẳng về nam cương không hề quay đầu mặc kệ đại vương tử phi và tiểu vương tử phải gánh lấy cơn giận dữ của tiêu quốc rồi chịu hậu quả gì hắn không cần quan tâm. Sau khi trở lại Nam Cương hắn có thể công khai đem vấn đề đền mạng đẩy ở trên người mẫu tử bọn họ, không thể không nói, gã nam nhân này thật quá ghê tởm. Chương 256, Làm Càng Lâu Khánh Vân thấy tiếc thần lo lắng, trấn an hôn lên đôi mày đang nhíu chặt, được rồi, đừng nghĩ nhiều. Hôm qua nàng phải vào cung, Hôm nay lại mở tiệc chiêu đãi đại vương tử phi. Chắc đã mệt lắm rồi. Những chuyện khác nàng không cần nhúng tay, ta thấy coi bộ sắp có đại chiến, hy vọng trước khi nàng sinh hài tử có thể giải quyết xong xuôi mấy vấn đề chó má này. Tiếp thần thở dài, chuyện triều đình ta không thể giúp được gì. Hữu tướng đã tung hoành triều giả nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải loại dễ đối phó, chàng nhất định phải để ý. Lâu Khánh Vân trịnh trọng nói, yên tâm đi vì nàng và nhi tử ta nhất định sẽ để ý dừng một chút còn nói thêm thật ra nàng cũng đừng nên suy nghĩ quá phức tạp hữu tướng tung hoành triều giả nhiều năm là sự thật nhưng rốt cuộc lão ta đã lớn tuổi trong tay lại không có một hoàng tử nào đủ để chống lại thái tử bọn quan viên thủ hạ của hắn dĩ nhiên phải tự tìm đường ra mà thôi hữu tướng cho dù lợi hại thì hắn còn có thể sống thêm được mấy năm nếu hữu tướng đột nhiên bị bệnh hoặc là lăn ra chết vậy có bao nhiêu quan viên sẽ nguyện ý cá cực tánh mạng toàn gia cho một người sắp xuống lỗ? Binh lực chủ yếu của hữu tướng là hai doanh trại ở Đông Nam, quân đội ở các vùng biên cảnh quan ngoại đều nguyện trung thành với Hoàng thượng. Vì một trận chiến này mà Thái tử đã sớm bắt đầu chuẩn bị mấy năm rồi. Nếu hữu tướng muốn làm phản thì cũng chỉ có thể dựa vào binh lực của hai doanh trại Đông Nam duy trì. Hơn nữa, trong năm nay, bốn doanh trại lớn xung quanh Kinh Thành đã thống nhất khuếch trương chiêu mộ hai doanh trại ở Đông Nam cũng bởi vậy mà đã tài vô rất nhiều người của Thái tử. Hữu tướng xuất thân văn thần nên cũng không hoàn toàn biết cách ước thúc quân đội như võ tướng, trong chốn ba quân càng không có uy vọng gì. Ngoại trừ các tộc nhân dòng chính của hắn, các tướng lãnh khác sẽ không lấy tánh mạng thân gia của mình ra đánh cược, chỉ cần bọn họ ý thức được hữu tướng đã không còn năng lực quản bọn họ. Làm sao sẽ còn người trung thành bán mạng cho hắn? Tiết thần rủ mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời, tuy là nói như vậy nhưng người có thể vào triều làm quan mặc kệ là văn hay võ đều đã thành tinh hết rồi đi theo phía sau hữu tướng cũng là vì hữu tướng có thể cho bọn họ tiền đồ nếu như có cách làm giảm được sự ảnh hưởng của hữu tướng trong triều chính thì dù lão ta có được mấy kẻ trung thành nhưng tuyệt đối sẽ không còn nắm xu thế tất yếu đây là nguyên nhân vì sao nhị hoàng tử nhất định muốn tính kế thái tử bởi vì chỉ có thể thâu tóm quyền lực trong tay thái tử thì nhị hoàng tử mới có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong tay hữu tướng một quân cờ có thể làm cho hành động của hữu tướng trở thành danh chính ngôn thuận nhưng hôm nay thái tử không bị thương tổn gì còn nhị hoàng tử thì què chân chẳng khác nào hữu tướng đã không rút được một con bài đẹp mà lại còn không chiếm được cơ hội ra bài bởi vậy với một kẻ đa mưu túc trí như hữu tướng mà cũng nhịn không được phải động thủ với thái tử nói không sai cho nên một trận này chúng ta chưa chắc sẽ thua thậm chí có thể nói phần thắng rất lớn chỉ cần giải quyết nhị hoàng tử và hữu tướng về sau chúng ta rốt cuộc không cần có gì phải lo lân tiếc thần nhìn lâu khánh vân hiếm khi có biểu tình thật đứng đắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì đúng như lâu khánh vân đã nói sự tình kế tiếp không phải một phụ nhân thâm trạch có thể nhúng tay vào nàng đã trùng sinh đã đánh vỡ rất nhiều bố cục cố định còn về kết quả ra sao cuối cùng lâu khánh vân có phụ trợ thái tử sang bằng chướng ngại sớm chút hay không có thay đổi được vận mệnh gian nan của bá tánh hay không tất cả đều phải dựa vào tạo hóa tiếc thần bèn làm theo lời lâu khánh vân mấy ngày nay đều ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi lâu khánh vân nói trong thời gian ngắn sẽ có kết quả mà mấy ngày nay đều là chạng vạn mới trở về chờ đến ban đêm lại rời đi sau đó một đêm cũng không về sáng sớm trước khi tiết thần thức dậy thì đã ở trong phòng từ lúc nào giúp tiết thần rời giường tiết thần không cần hỏi cũng biết mấy ngày nay phủ quốc công tất nhiên bị người giám thị mà hộ vệ của lâu khánh vân không thể công khai đi theo ra cửa vào ban đêm vì thế tiết thần đã kêu nghiêm lạc đông ngầm bảo hộ lâu khánh vân các hộ vệ khác thì vẫn giữ thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi như bình thường chạng vạn về sáng sớm đi giả vờ như ban đêm lâu khánh vân cũng vẫn ở trong phủ đã nhiều ngày nay kinh thành giống như một mạch nước ngầm đang sôi trào. Thế lực khắp nơi vẫn sức chờ phát động, tuần binh ngoài đường nhiều hơn so với ngày thường vài đội, lấy danh nghĩa tăng mạnh trị an cho kinh thành. Tuy nhiên binh mã lưu động như vậy thì không thể nghi ngờ tạo cho bá tánh một loại ảo giác binh hoảng mã loạn, người ra phố cũng ít đi. Trước cuộc đâu ai muốn vừa ra phố liền gặp được một đám binh mã ở trên đường phố trong rủi phía sau, nếu như bị ngộ thương thì thật đúng là xui xẻo. Tiết thần đã biết nội tình, hơn nữa không thể bảo đảm đời này sự tình rốt cuộc sẽ diễn biến thành hậu quả như thế nào. Nếu là binh phỉ đánh vào phố, cửa hàng bị phá hủy là chuyện nhỏ, nhưng nếu có nhân viên thương vong mới là đại sự. Cho nên, ở ngay lúc này nàng đưa ra một quyết định, chính là mặc kệ các cửa hàng khác làm ăn thế nào, trước tiên đóng cửa một bộ phận lớn cửa hàng không có bao nhiêu người biết được là của nàng, chỉ lưu trữ một ít cửa hàng chính làm bề mặt, đợi thêm vài ngày thì các cửa hàng trong kinh bắt đầu lục tục đóng cửa, thế là nàng mới xuôi theo đóng hết. Làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị, tới ngày thứ bảy thì quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tình hình diễn biến thế này, hoàng đế bãi yến trong cung, hữu tướng cáo ốm nên không tới. Đại vương tử hán sát nhĩ lại nhất định phải gặp hữu tướng, còn nói nếu hữu tướng không tới thì hắn liền đi đến phủ đệ hữu tướng tự mình thỉnh, vân vân. Hoàng đế tuy rằng phiền chán nhưng cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bác bỏ, thái tử thấy thế liền chủ động đưa ra đề nghị để hắn đi mời hữu tướng. Hoàng đế không muốn làm găng với đại vương tử ngang ngược vô lý bèn phê chuẩn cho thái tử đi mời, nhưng trên đường đến nơi thì xảy ra vấn đề. Thái tử bị phục kích, bởi vì ra cung không chuẩn bị trước nên bên người thái tử cũng không mang nhiều hộ vệ, chỉ có 30 người. Nếu không nhờ 30 thị vệ liều chết bảo hộ thì có khả năng thái tử đã chết trên phố. May mắn Lâu Khánh Vân kịp thời chạy tới đánh đuổi hết đám thích khách nhưng thái tử vẫn bị thương, bởi vì muốn hộ tống thái tử hồi cung trị liệu cho nên không đuổi bắt bọn chúng xa hơn, tuy nhiên trong đám thích khách có mấy gã đã bị hộ vệ thấy được dung mạo. Sau khi hồi cung, hoàng đế bệ hạ mặt trồng giận dữ, bỏ qua yến hội trực tiếp đến đông cung. Thái tử bị thương tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng lại đủ để hoàng thượng nổi cơn giận lôi đình, lập tức hạ lệnh Lâu Khánh Vân phong tỏa toàn thành cho dù lật lên từng phiến đá cũng phải tróc nã thích khách về quy án lâu khánh vân hợp tác với thống lĩnh của ngự lâm quân và cấm quân cùng điều tra giải quyết vào lúc ban đêm liền tìm được tung tích của thích khách lâu khánh vân cưỡi con ngựa to lớn dẫn đầu đứng yên trước một dinh thự thống lĩnh ngự lâm quân và thống lĩnh cấm quân hai mặt nhìn nhau thống lĩnh cấm quân vuốt mũi nhắc nhở thế tử đây là phủ đệ của hữu tướng chúng ta cũng đâu thể công khai đi vào lùng bắc Lâu Khánh Vân thiết diện vô tư, Hoàng thượng lệnh chúng ta phải bắt cho được thích khách, ám sát thái tử là tội ác tày trời. Hữu tướng tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta so đo. Nếu hữu tướng biết được thái tử bị thương, tất nhiên so với chúng ta càng thêm thống hận thích khách. Người tới, theo ta đi vào. Cứ như vậy, Lâu Khánh Vân bèn thân phụng hoàng mệnh, mang theo 500 thiết kỵ binh xâm nhập phủ đệ của hữu tướng. Khi sắp sửa xông vào đến nội trạch, hữu tướng tả thanh liễu từ nội viện đi ra, phía sau đi theo mấy hộ vệ võ công cao cường. Sắc mặt tả thanh liễu xanh mét nhìn lâu khánh vân kiêu ngạo ương ngạnh, cả giận mắng, lớn mật. Phủ đệ của bổn tướng há dung người khác làm càng. Nói đến cùng hữu tướng là văn thần. Cũng không biết võ công, nếu so khí thế thì khẳng định áp không được lâu khánh vân, huống chi lại còn là một lâu khánh vân ngang ngược vô lý lâu khánh vân không thèm phân trần bèn bắt đi vài người của tướng phủ chỉ vào bọn họ cường ngạnh nói đây là thích khách ám sát thái tử hữu tướng không muốn cùng hắn cãi cọ chỉ bảo lâu khánh vân lấy ra chứng cứ lâu khánh vân một mực chắc chắn lúc thủ hạ hắn chạy đến cứu thái tử đã thấy được vài người kia không phân trần thêm liền muốn giải bọn chúng về đại lý tự nghiêm thẩm tất cả hộ vệ trong phủ đệ của hữu tướng đều thật tức giận quá rồi Ánh mắt nảy lửa đối diện với người của Lâu Khánh Vân. Gương mặt Hữu Tướng âm lãnh, đe dọa Lâu Khánh Vân, thế tử cần phải suy nghĩ lại. Lâu gia dựng nên sự nghiệp ngần ấy năm đúng là không dễ, bổn tướng cùng Lâu gia, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu hôm nay ngươi nhất định ép bức, cũng đừng thấy lạ vì sao bổn tướng không lưu tình. Hữu Tướng vừa nói xong lời này với Lâu Khánh Vân, một người phía sau lão ta vỗ tay một cái. Nhóm ám vệ vẫn luôn ẩn núp xung quanh tướng phủ không tiện lộ diện toàn bộ ló đầu ra, tay Dương cung tiễn nhắm ngay đoàn người Lâu Khánh Vân. Lâu Khánh Vân thu hồi tươi cười. Lạnh nhạt nói, phủ đệ của Hữu tướng thật sự khiến người kinh hoàng, vệ sĩ phòng giữ không thua gì hoàng cung, ngài sẽ không sợ phải giải thích với hoàng thượng thế nào sao? Hữu tướng vung tay lên, nhóm ám vệ lại lần nữa ẩn mình, cái gì mà giải thích hay không? Ta là tướng gia Tam Triều hoàng thượng tôn ta làm sư đương nhiên sẽ hiểu được ta bị người thương tổn mà phải tự xuất lực để bảo vệ mình ta đúng là dưỡng chút vệ sĩ ở trong phủ vô luận như thế nào cũng là nói quá khứ thế tử không cần khiêu khích lão phu thủ lĩnh cấm vệ phía sau lâu khánh vân nhích người lại gần nói thầm thế tử rốt cuộc là tướng gia không thể lỗ mãn cường ngạch tấn công thống lĩnh ngự lâm quân cũng theo phụ họa khuyên lâu khánh vân không thể xúc động lâu khánh vân cùng hữu tướng chăm chú đối mắt bỗng dưng chuyển ánh mắt sang bên cạnh nhìn thoáng qua nghiêm lạc đông giả trang thành thân binh liếc mắt một cái ra hiệu lâu khánh vân đột nhiên ra tay tóm lấy yết hầu của hữu tướng thị vệ phía sau hữu tướng muốn xông tới công kích cướp đoạt nghiêm lạc đông mang theo một ít hộ vệ mặt nhuyễn giáp tiến lên bảo hộ lâu khánh vân bóp chặt yết hầu của hữu tướng lạnh giọng quát đều dừng tay nếu ai dám động thủ thì cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình hộ vệ phía sau hữu tướng nôn nóng giận dữ mắng lâu khánh vân ngươi đừng khinh người quá đáng mau buông tướng gia ra nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi tướng phủ lâu khánh vân hừ lạnh một tiếng nhìn quanh một vòng ám vệ đang dương cung bạc kiếm công môi nói hôm nay ta vào đây thì không tính ra ngoài với hai tay trống hữu tướng minh giám người ám sát thái tử chính là phát hiện trong phủ của ngài ngài không muốn cùng ta diện thánh để phân biệt rõ ràng hay sao đây là đạo lý gì trong phủ dưỡng nhiều tư binh như vậy cũng phải đi đến trước thánh nhang nói chút đạo lý chứ hữu tướng rốt cuộc cũng là người từng trải tuy bị lâu khánh vân bóp cổ nhưng gặp nguy không loạn hít sâu một hơi biết hôm nay mình đã khinh địch vụ ám sát thái tử thật sự là kế hoạch của hắn và nam cương đại vương tử bất quá người thực hiện cũng không phải là hắn mà là nam cương vương tử kia hắn chỉ cần tạo ra một cơ hội để làm cho thái tử đêm nay ra khỏi thành chuyện còn lại dĩ nhiên đều giao cho nam cương vương tử phụ trách người của hắn cùng lắm chỉ là hỗ trợ mà thôi thái tử xác thật đã bị thương nhưng hắn lại không thể nào ngờ được lâu khánh vân sẽ đột nhiên xông vào phủ đệ của hắn loại hành vi bá vương này đích xác khiến người không thể chịu đựng được hắn cũng không thể không ra ứng đối vốn tưởng rằng lâu khánh vân chỉ là muốn gài một cái bẫy làm cho hắn không thoát khỏi liên can đến vụ ám sát thái tử nhưng cũng không ngờ Lâu Khánh Vân thật sự dám động thủ với hắn, nhất thời không xem kỹ tình hình đã bị khống chế. Cho dù bị Lâu Khánh Vân khống chế nhưng hữu tướng cũng biết, Lâu Khánh Vân không dám thật sự động thủ, trước tiên nói đến chức vị, dù gì hắn cũng là một tướng gia, quan văn cả triều một nửa đều là môn sinh tôn hắn làm sư, hai doanh trại Đông Nam lại do con cháu hắn đóng giữ, chỉ cần hắn xảy ra chuyện thì hai doanh trại Đông Nam cùng nhau làm khó dễ đánh vào kinh thành cũng có thể gây ra một trận long trời lỡ đất hắn không tin lâu khánh vân và thái tử dám cùng hắn đánh cuộc lớn như vậy không tin lâu khánh vân chịu đánh rất lâu gia cơ nghiệp dùng mệnh để lót đường cho thái tử nếu thật là như vậy thì lâu khánh vân cũng quá ngu xuẩn rồi bổn tướng cũng chưa nói không đi diện thánh vì sao thế tử lại làm ra hành động này muốn nghiêm hình bức cung à hừ ta tả thanh liễu làm thừa tướng tam triều sóng gió nào mà chưa gặp qua rốt cuộc ta tặng thế tử một lời khuyên có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, nếu có làm sẽ dẫn đến đại sai mà thôi. Cái sai này có khả năng liên lụy gia tộc, vĩnh viễn không có cơ hội đền bù. Hãy ngẫm lại phụ mẫu ngẫm lại thê nhi của ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi có một tiểu thê tử rất có khả năng hiện giờ hoài song sinh cho ngươi, lúc ngươi làm những việc này có nghĩ tới, một khi thất bại thì sẽ làm bọn họ rơi xuống cảnh ngộ như thế nào hay không? Chương 257 nước cờ những lời của hữu tướng tuôn ra như châu ngọc đích xác khiến ta có chút sờ sợ, sợ chẳng qua sự tình làm rồi không thể thu lại cho dù hiện tại ta muốn buông tay tướng gia ngài đây cũng sẽ không bỏ qua cho ta đúng không lâu khánh vân lôi kéo hữu tướng lui về phía sau cửa hộ vệ của hữu tướng nóng nảy giận dữ hô lâu khánh vân ngươi có biết ngươi đang làm chuyện đại nghịch bất đạo hay không nếu hữu tướng có bất trách gì thì võ đào ta đây thề sẽ tiêu diệt toàn gia của ngươi võ đào kia là người trong giang hồ xem như hộ vệ tùy thân của hữu tướng nhưng lại không có chức quan cho nên hắn mới dám đe dọa kiểu như vậy lâu khánh vân không tỏ ý kiến chỉ nhìn về phía hữu tướng thản nhiên nói đã muốn tiêu diệt toàn gia của ta thì ta đây có gì mà bận tâm hữu tướng bảo có phải hay không muốn chết thì mọi người cùng chết cho vui kêu tất cả thối lui ngay cho ta. Nói xong liền bóp chặt hơn vào yết hầu của Hữu tướng khiến mặt lão ta sung huyết đỏ thẫm. Võ Đào thấy thế gấp đến độ dậm chân, biết Lâu Khánh Vân không phải nói giỡn, hôm nay hắn dám đối đãi với Hữu tướng như vậy chứng tỏ hắn đã nghĩ kỹ đường lui, không phải chỉ dăm ba câu là có thể làm hắn kinh sợ. Võ Đào thấy mình mới đe dọa một câu mà Lâu Khánh Vân liền khiến cho Hữu tướng ăn khổ lớn như vậy, nếu thật dám động thủ tuy rằng Lâu Khánh Vân không thể chạy thoát ra khỏi phủ đệ, nhưng mạng của hữu tướng nhất định cũng giữ không nổi. Tay Lâu Khánh Vân hơi chút thả lỏng. Hữu tướng liền không nhịn được bắt đầu thở dốc, đã không còn bình tĩnh như lúc trước, thanh âm khàn khàn, thế tử, ngươi thật sự phải dùng trăm năm cơ nghiệp của Lâu Gia đánh cược với ta hay sao? Dù cho ta chết thì sau này Lâu Gia cũng khó có được những ngày thái bình. Lâu Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, ai nói ta muốn ngươi chết? hôm nay ta chỉ phụng thánh mệnh tới truy bắt ngươi quy án, đâu có nói là muốn giết ngươi. Hơn nữa, nếu chỉ bằng đám thủ hạ của ngươi mà có thể lay động lâu gia một mảy may, vì sao hữu tướng còn kiên kỵ chúng ta đến ngày nay? Hiện giờ còn trơ tráo nói muốn lay động lâu gia của ta. Chẳng lẽ không phải là người si nói mộng? Tướng gia có tin hay không? Hôm nay cho dù ta có giết ngươi thì cùng lắm hoàng thượng chỉ xử phạt một mình ta, ngay cả đền mạng cũng sẽ không xảy ra thật sự đâu phải ta đánh cuộc với tướng gia nhưng chính là tướng gia đang đánh cuộc với ta đó chứ tướng gia muốn dùng tánh mạng của chính mình để cược với ta một ván đấy ngay lúc này hữu tướng mới cảm thấy mình quá mức chủ quan nên bị lâu khánh vân khống chế trong tay cố nén lửa giận gằn giọng rốt cuộc ngươi muốn thế nào lâu khánh vân cũng nghiêm túc nói thẳng ta chẳng muốn thế nào cả chỉ nghĩ mang tướng gia đến diện thánh trình bày rõ ràng vụ ám sát thái tử mà thôi Hữu tướng quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân, trong ánh mắt tràn đầy âm độc cùng nghi ngờ, bởi vì lão ta thấy được sự xảo trá trong mắt Lâu Khánh Vân. Một kẻ đa nghi cả đời như lão thì làm sao có thể tin vào lời nói của Lâu Khánh Vân để rồi ngoan ngoãn đi theo hắn. Trong lòng Hữu tướng đã thầm kết luận, chỉ cần đi cùng Lâu Khánh Vân thoát ly khỏi đám thủ hạ trung thành, đến lúc vào cung thì chờ đợi hắn còn không phải là giam lỏng và giết chóc hay sao? Hắn tính kế hơn phân nửa đời người thời khắc cuối cùng làm sao có thể tin tưởng lâu khánh vân lâu khánh vân vẫn bóp cổ hữu tướng lôi ra phủ mắt thấy hữu tướng sắp bị mang đi võ đào rốt cuộc nhịn không được chỉ huy mọi người chuẩn bị động thủ chẳng qua bọn chúng vẫn không dám bắn tên sợ làm ngộ thương tướng gia hai bên nhân mã ngoài phủ bắt đầu giao thủ trên môi lâu khánh vân lộ ra một nụ cười lạnh đột nhiên buông ra bàn tay kiềm chế hữu tướng Thủ tướng khiếp sợ đồng thời cảm giác được cái gáy của mình bị một kích thật mạnh, một tiếng còi rít lên lập tức truyền vào tai, mắt nổ đong đóm, chịu không nổi bịt tai lại cũng không chống nổi thanh âm bén nhọn như xuyên thấu vào tim. Lâu Khánh Vân thổi lên tiếng còi dùng để báo động khi canh gác, người hắn mang đến liền bắt đầu có quy luật rút lui. Lâu Khánh Vân và Nghiêm Lạc Đông đã sớm phi thân lên mái nhà nhìn xuống cảnh hỗn loạn phía dưới, còn có binh mã của tuần phòng doanh đang tới gần, ánh lửa chiếu sáng một bên hai người nhìn cả đám tham dự ẩu đã đều bị tuần phòng doanh khống chế còn tướng gia ủ rũ cục đuôi cũng được võ đào diều vào bên trong tướng phủ hai người họ nhanh chóng biến mất trong màn đêm trở về quốc công phủ lâu khánh vân không đi cửa chính mà len lén chui vào thương lan uyển Tiết thần đã ngủ nằm nghiêng thân mình bụng to như cái thúng lâu khánh vân sợ mùi máu trên người làm nàng khó chịu nên chỉ đứng ở mép giường nhìn nàng trong chốc lát rồi đi tịnh phòng tắm rửa thay đổi y phục khi trở ra thấy tiết thần vẫn ngủ say sưa bèn không nhịn được mỉm cười sau khi nàng hoài thai luôn rất thích ngủ mỗi lần bị đánh thức là sự nhạy bén vốn có sẽ biến mất phần lớn nếu là ngày thường thì lâu khánh vân nhất định sẽ lặng lẽ bò lên giường rồi ôm nàng vào lòng ngủ một giấc thật ngon chẳng qua sau vụ phát sinh tối nay dĩ nhiên hắn không thể lưu lại phủ đệ đành phải cúi người xuống đánh thức tiết thần tiết thần mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy lâu khánh vân đứng ở mép giường liền tự giác dịch vào phía trong nhường chỗ. Lâu Khánh Vân thuận thể ngồi xuống ở vị trí nàng ngủ vừa nãy, kéo nàng dậy để nàng ngồi dựa vào trên người mình, lẩm bẩm bên tai nàng, kế tiếp ta phải rời phủ, trong nhà có cha nương và lão thái quân, sẽ không có ai làm khó nàng được. Nàng an tâm chờ ta trở về đón nàng, được không? Tiếp thần mơ hồ gật đầu, một lát sau mới chậm rãi mở mắt, ngửa đầu nhìn Lâu Khánh Vân hỏi, chàng cần đi đâu? lâu khánh vân hôn tráng của nàng thuật lại cho tiết thần nghe sự tình phát sinh tối nay ta và thái tử đã lên kế hoạch lâu rồi tối nay đã dụ được đại vương tử ra tay khiến thái tử bị thương hoàng thượng tức giận mệnh ta truy nã thích khách ta dẫn người xâm nhập tướng phủ đã thương tướng gia chắc chắn tướng gia muốn hoàng thượng nghiêm trị ta nếu ta ở lại trong phủ thì sẽ khó xử cho tất cả mọi người vì thế phải dứt khoát rời phủ trốn một thời gian tiết thần mới vừa bị đánh thức đầu óc còn có chút không đủ dùng nhưng cũng nghe được lâu khánh vân nói câu đã thương tướng gia bèn lập tức tỉnh ngủ ngồi thẳng thân mình đối diện với lâu khánh vân nhíu mày cố gắng tiếp thu thông tin chàng nói nhưng nhưng vì sao chàng muốn xâm nhập tướng phủ còn đã thương tướng gia lão lão tiếc thần nói chuyện có chút cà lăm dường như vẫn đang khôi phục thanh tĩnh bộ dáng ngây ngốc thật đáng yêu làm lâu khánh vân không nhịn cười được Lâu Khánh Vân dứt khoát không nói gì nữa, dựa vào khung giường lặng lặng chờ đợi, xem nàng có thể nói ra lời gì. Sau khi tiếc thần hít sâu một hơi thì suy nghĩ mới ập về, cứng rắn hỏi Lâu Khánh Vân, đằng nào chàng cũng đã động thủ, sao không giết Phước Lão đi cho rảnh nợ. Lâu Khánh Vân không ngờ thê tử lại phán một câu như vậy, vừa buồn cười đồng thời cũng minh bạch thê tử đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hỏi đích xác có lý, dù sao cũng phải gánh tội hữu tướng bị thương hay đã chết thật sự khác nhau xa, nếu lão bị thương thì thế lực của hữu tướng sẽ không yếu bớt, nhưng nếu lão chết thì bao nhiêu người đi theo hữu tướng sẽ như rắn mất đầu. Cho nên, dựa theo xác suất hồi báo mà tính thì thật sự giết hắn tương đối tốt hơn nhiều. Công môi cười, Lâu Khánh Vân giải thích, nếu giết hắn thì chính là hoàn toàn khiến cho hoàng thượng khó xử. Nói đến cùng thì hữu tướng đã có thế lực bén rễ rất sâu ở trong triều, lại là ân sư của hoàng thượng, nếu ta giết hắn thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người công phẫn. Hoàng thượng vì muốn trấn an quần thần nói không chừng phải lôi ta ra khai đao, lâu gia tuy không đến nỗi chết nhưng phỏng chừng cũng khó ở lại kinh thành, nhưng nếu chỉ đã thương tướng gia, những tên thuộc thần kia cũng không thể la hét bắt ta đền mạng. Hoàng thượng và cha ta cũng sẽ không bị quá mức phiền phức. Tiết thần vẫn cảm thấy có chút không ổn, chàng giết hữu tướng thì cho dù không được ở kinh thành, chúng ta cứ rời đi cũng đâu có sao nhưng nếu chỉ đã thương sau này tướng gia chắc chắn sẽ tăng cường ám toán với chàng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng lưu lại kinh thành trong tình cảnh như thế chi bằng rời đi tốt hơn tối thiểu còn thành toàn cho thái tử và giữ được lâu gia vạn toàn thế nhưng hôm nay chàng lại không hạ sát thủ vậy chẳng khác gì đã rút dây động rừng thật đúng là không phải hành động sáng suốt lâu khánh vân nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiết thần hít sâu một hơi rồi ôm nàng vào người ghé vào tai nàng thầm thì một câu làm tiếc thần tức khắc hiểu rõ ý đồ của hành động tối nay mở to mắt ngạc nhiên hỏi thật sự nàng lâu khánh vân gật đầu thái tử sớm đã an bài nàng ta bên người tướng gia nhiều năm như vậy nàng ta đã hoàn toàn nắm trong tay nhân lực bên cạnh tướng gia ngay cả đám thuộc thần đều ngầm xưng nàng ta một tiếng phu nhân ta dùng lực đạo đã thương huyệt vị trên đầu của tướng gia tuy không trí mạng nhưng cũng đủ khiến lão tê liệt kế tiếp lâu khánh vân không nói rõ ra bất quá tiết thần cũng đã hoàn toàn hiểu rõ bàn tính như ý lâu khánh vân và thái tử đang đánh từ lúc bắt đầu lâu khánh vân đã không tính toán trực tiếp giết tướng gia mà chỉ muốn tạo ra một cơ hội để đã thương tiết thần không thể nào ngờ được ngoại thất liễu yên mà tướng gia sủng ái nhiều năm hóa ra là người của thái tử đến bây giờ tiết thần mới hiểu được một vấn đề thật là ghê gớm từ đầu tới đuôi có lẽ hành động của nàng đều nằm trong kế hoạch của Thái tử và Liễu Yên. Thái tử biết rõ Liễu Yên là người của hắn mà vẫn còn bày mưu đặt kế để nàng ta xuống tay với Tiết Thần, thứ nhất chính là muốn thăm dò bản lĩnh của Tiết Thần, thứ hai là muốn mượn tay Tiết Thần quấy loạn một ít mưa gió. Vụ của tính quốc công phủ và uy viễn hầu phủ hiện ra rõ ràng trước mắt, bởi vì Liễu Yên không có phương tiện làm những việc này cho nên cố ý chọc giận Tiết Thần, dùng chuyện của hoài nam vương phủ làm tiết thần chủ động điều tra rõ người phía sau màn để tiến hành phản kích đây cũng có thể giải thích vì sao ở thời điểm tiết thần phản kích hậu viện của vây cánh hữu tướng mà phía liễu yên lại không có bất luận phản ứng gì cứ làm ra vẻ bị tiết thần chèn ép nên sợ sự thật chính là tiết thần chỉ đang dẹp đường thay cho bọn họ mà thôi nhìn thoáng qua lâu khánh vân tiết thần như trút được gánh nặng thở hắt ra một hơi lâu khánh vân cũng biết nàng đã nghĩ thông suốt không lâu trước đây khi thái tử tiết lộ cho hắn thân phận của liễu yên cũng khiến lâu khánh vân thật là kinh hoảng bất quá bởi vì mấy ngày nay có rất nhiều chuyện vội đến độ lửa xém lông mày nên mới chậm trễ nói cho tiết thần đôi phu thê nhìn nhau trong chốc lát sau đó mới không hẹn mà cùng thở dài tiết thần nói không ngờ hóa ra phu thê chúng ta đều là quân cờ trong tay người khác lâu khánh vân ôm nàng vào lòng an ủi chỉ cần vào triều thì ai lại không phải là quân cờ quan trọng là xem quân cờ này là một nước cờ tốt, cần vương hộ giá hay là nước cờ lụng bại có thể vứt bỏ. Tiết thần lẩm bẩm, nước cờ tốt hay nước cờ lụng bại đều tùy thuộc vào người chơi cờ. Không thể không công nhận, cờ nghệ của Thái tử điện hạ thật là cao minh. Tuy rằng trong lòng còn có chút chấn động nhưng Tiết thần lại không thể không thừa nhận, Lâu Khánh Vân thay Thái tử đi một nước cờ này, bên ngoài xem như đắc tội với tướng gia nhưng ẩn sâu cũng đã tranh cho Lâu gia thêm vài thập niên vinh sủng. Sau này chỉ cần thái tử lên kế vị thì Lâu gia đương nhiên là một trụ cột vững vàng, mà hết thảy điều đó đều là Lâu Khánh Vân đổi lấy. Vậy bên phía tướng gia làm sao bây giờ? Nếu lão ta chưa chết, cho dù nằm liệt trên giường thì tất nhiên sẽ gây khó dễ cho chàng. Tiết thần nói. Lâu Khánh Vân nhướng mày, cho nên ta mới phải ra ngoài trốn một thời gian. Tiết thần lại hỏi, đi nơi nào trốn mới an toàn? Lâu Khánh Vân ngẫm nghĩ rồi trầm giọng nói, đi mạc bắc, nơi đó là thuộc địa của lâu gia. Tướng gia cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể xông vào chốn thiên quân vạn mã, bắt được ta. Ha! Tiết thần bất giác bật cười, thật sự lâu khánh vân quá xảo quyệt. Đích xác, tay tướng gia có duỗi dài đến độ nào cũng không có khả năng thọc vào trong quân doanh của lâu gia. Chỉ cần Lâu Khánh Vân ở đó thì không có người nào có thể thương tổn chàng ta nửa phần. Lâu Khánh Vân lại ôm nàng nói, lúc nàng sinh hài tử ta không thể nào ở bên cạnh nàng nhưng nàng cứ an tâm ta ở mặt bắc dàn xếp hết thảy chờ nàng ở cử xong sau khi hài tử đầy tháng ta sẽ đón nàng đem luôn cả ba hài tử đi mặt bắc một nhà chúng ta trụ ở đó vài năm thì hữu tướng phỏng chừng cũng chống đỡ không nổi nữa rồi tiếc thần dĩ nhiên không nỡ vỗ về bụng thấp giọng hỏi chừng nào chàng đi chờ lát nữa sẽ đi liền trời sáng là người của hữu tướng chắc chắn tới tìm ta trong cung thái tử đã an bài tốt, trong phủ có cha và nương chống đỡ, nàng đừng sợ, không có việc gì đâu. Lâu Khánh Vân cho rằng Tiết Thần sợ hãi nên mở miệng an ủi: ta không sợ, chỉ là lo lắng cho chàng, dọc đường đi chắc hẳn sẽ không yên ổn. Trong tay hữu tướng còn có thế lực giang hồ, Lâu Khánh Vân đi mặt bắt chuyến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng theo như lời nói. Lâu Khánh Vân hơi miễn cười, yên tâm đi, hết thảy đều an bài rất tốt. Nếu Lâu Khánh Vân đã nói như vậy thì Tiết Thần cũng không thể nói thêm gì. Đôi phu thê im lặng nhìn nhau, Tiết Thần cố nuốt xuống nước mắt thấp giọng dặn dò, vì mấy mẫu nhi chúng ta, chàng nhất định phải bảo trọng, biết không? Lâu Khánh Vân không nói gì, chỉ dứt khoát ôm Tiết Thần vào lòng gắt gao siết chặt trong chốc lát mới buông ra. Ngồi sổng cuối người xuống trước cái bụng phòng to của Tiết Thần khẽ vuốt ve, sau đó mới ghé sát vào bụng nàng thì thầm vài câu ngay cả Tiết thần cũng không nghe rõ. Nói xong Lâu Khánh Vân mới xuống giường, cố gắng không ngoái đầu lại lập tức biến mất sau bình phong. Tiết thần ngồi ở mép giường vỗ về bụng, âm thầm cầu nguyện hết thảy đều thuận lợi. Chương 258: Ứng phó. Sau khi Lâu Khánh Vân rời khỏi Tiết thần đang ngồi ở trên giường ngẩn người suy nghĩ. Khâm Phượng và Hạ Châu khoác áo ngoài từ gian cách ngăn đi ra mang vào một nha hoàng, thấy Tiết thần đã thức ngồi dựa trên giường đệm, Khâm Phượng đi tới bẩm báo, "Phu nhân, Thiền Oánh tới thỉnh ngài." Tiết thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả thực thấy Thiền Oánh ở sau bình phong thỉnh an nàng. Tiết thần ngồi ngay ngắn lại, buông chân xuống mép giường. Hạ Châu cùng Khâm Phượng liền tới mang giày theo vào cho nàng. Sau đó đỡ tiếp thần bụng to đùng nặng nề đứng lên. Tiếp thần hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bên chỗ của mẫu thân có chuyện gì à? Thiền Oánh gật đầu, "Vâng, trưởng công chúa đã thức." Lúc nãy quốc công mới từ bên ngoài trở về, liền sai nô tỳ tới thỉnh thiếu phu nhân qua bên đó. Do dự trong chốc lát, trên mặt Thiền Oánh mới lộ ra một ít lo lắng, ngập ngừng nói, dường như là thế tử xảy ra chuyện gì, bất quá chắc hẳn không phải là đại sự. Tiết thần trong lòng rất rõ ràng, liền gật đầu, thay đổi xiêm y rồi theo thiền oánh đi tới kình thương viện. Trưởng công chúa ngồi trên ghế gần cửa âm thầm rơi lệ, quốc công đứng bên cạnh hình như đang an ủi gì đó, chẳng qua không cách nào khiến trưởng công chúa ngăn được nước mắt. Bà thấy tiết thần tiến vào mới đứng dậy, theo thói quen đỡ tiết thần ngồi xuống rồi nắm tay tiết thần nói thẳng, là ta thực xin lỗi mẫu nhi các con, Khánh Ca Nhi đã gặp rắc rối rồi. Hắn đã thương hữu tướng, đã bị một đám quan viên liên danh tham tấu hoàng thượng bãi miễn chức vụ của hắn ngay lập tức còn nói phải bắt hắn về quy án ta ta tiết thần đứng lên vuốt lưng thuận khí cho trưởng công chúa đồng thời nhìn thoáng qua quốc công lâu chiến lâu chiến thấy biểu tình của tiết thần liền biết nàng đã rõ nội tình trao đổi ánh mắt không có việc gì rồi lại dùng mắt ra hiệu cho tiết thần hãy mau chóng an ủi trưởng công chúa sau đó bèn khoanh tay đứng sang một bên mẫu thân ngài đừng khóc chuyện này cũng không trách phu quân chẳng qua phu quân chỉ đi truy nã thích khách ai ngờ lại ngộ thương thừa tướng trước khi phu quân đi tầm nã thích khách có về nói cho nhi tức nghe chuyện này rồi chắc chắn không phải cố ý đắc tội hữu tướng đâu mẫu thân hãy ngừng khóc đã hiện giờ việc cấp bách nhất là phải làm thế nào để hóa giải chuyện này đâu thể để cho hoàng thượng trách tội phu quân được chứ ngài hãy mau chóng nghĩ ra biện pháp gì đi Tiết thần đem sự tình giải thích rõ ràng, tiếng khóc của trưởng công chúa quả nhiên nhỏ lại. Nghe nói lâu Khánh Vân cũng không phải tự tiện làm chủ mà đã có trở về thương lượng qua với tiết thần nên yên tâm hơn một chút, rốt cuộc cho dù nhi tử hồ đồ thì tức nhi chắc cũng không hồ theo đâu, nhất định giống như tức nhi trình bày, trong đó có chút hiểu lầm. Hiện giờ mình có khóc cũng không phải biện pháp, thật sự nên thay nhi tử biện bạch mới đúng. Trưởng công chúa lập tức thu hồi nước mắt, quyết định làm chuyện một mẫu thân nên làm quốc công thấy tiết thần đã dỗ được trưởng công chúa ngay tức khắc hơn nữa còn thành công khơi dậy tinh thần hộ nghé của trưởng công chúa lập tức cảm thấy chính mình còn không có bản lĩnh bằng tức nhi đã dỗ trưởng công chúa ngần ấy năm mà cũng chưa tìm được đúng phương pháp chỉ nói mấy câu là có thể làm trưởng công chúa nghe vào lâu chiến nhìn nhìn tiết thần đánh giá nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tiến tới nói đúng vậy hiện giờ việc cấp bách chính là tiêu trừ lửa giận của hoàng thượng còn về phía hữu tướng bất quá lão ta chỉ bị thương mà thôi ta đích thân tới cửa bồi tội là được nhưng chỗ của hoàng thượng thì cần có công chúa tự mình đi một chuyến chuyện hôm nay ta thấy thần tỷ nhi nói đúng tuyệt đối không phải ký minh đơn phương làm sai nàng cũng biết từ trước đến nay hữu tướng phủ và vệ quốc công phủ nước giếng không phạm nước sông hữu tướng có quá nhiều lý do để ký minh điều tra cũng là lần này ký minh không có tính toán trước cứ thế đuổi tới tướng phủ truy nã thích khách cái sai của hắn là không lập tức né tránh trong lúc hỗn loạn đã thương hữu tướng thì về tình cảm có thể tha thứ lát nữa nàng hãy vào cung không cần phân trần gì chỉ lo khóc lóc với hoàng thượng là đủ cũng không thể để hoàng thượng định tội ký minh nơi này ta sẽ phái người đi tìm hắn trưởng công chúa lau khô nước mắt chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai mình lớn hơn rất nhiều từ trước đến nay bà được mọi người bảo hộ quá kỹ thế nên gặp được vấn đề gì cũng chỉ biết khóc tự bản thân cũng biết như vậy không tốt nhưng người bên cạnh trước nay đều không cho bà mang bất kỳ một gánh nặng gì tuy nhiên lần này không giống xưa nhi tử của bà bị người hãm hại nếu bà tiếp tục mềm yếu thì nói không chừng nhi tử sẽ bị người hại chết bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu hắn hạ quyết tâm xong trưởng công chúa liền ổn định tinh thần đứng lên kêu thiền oánh đi nội gian thay cung trang tính toán suốt đêm vào cung kêu oan. Cho dù là khóc sụt nguyên dương điện thì bà cũng không thể để hoàng thượng định tội nhi tử. Sau khi các nha hoàng đỡ trưởng công chúa đi vào, tiếp thần liền đến bên người lâu chiến hỏi, cha, dọc đường đi có nên phái thêm người bảo hộ phu quân hay không? Phu quân ở Kinh Thành làm ra chuyện lớn như vậy, đảng của hữu tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâu chiến gật đầu trả lời, con cứ yên tâm. Bên người hắn vốn đã có gần trăm hộ vệ cao thủ, mặt khác ta lại phái hai trăm ám vệ đi theo, còn có mấy trăm long đình úy của thái tử, tất cả đều cùng hắn lên đường thì cho dù có lạc vào đầm rồng hang hổ cũng sẽ không hề hấn gì. chờ tới mặt bắc sẽ có quân doanh che chở, càng không cần lo lắng. hiện giờ con cũng đang ở trong thời kỳ mấu chốt không thể suy nghĩ nhiều, cứ bình yên mà sinh hạ hài tử, ta bảo đảm trả lại cho con một lâu khánh vân nhảy nhót tung tăng lúc nãy lâu khánh vân nói với tiết thần chàng rất an toàn thì tiết thần còn có chút không tin trong lòng cảm thấy lâu khánh vân cố ý nói vậy để an ủi nàng hiện giờ nghe lâu chiến liệt kê kỹ càng tỉ mỉ lượng người bảo hộ trái tim treo cao của nàng đã có thể hạ xuống rồi vậy bên phía hữu tướng thì sao à lão ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho lâu gia cha đã nghĩ ra biện pháp gì để ứng phó chưa câu hỏi của tiết thần làm lâu chiến dừng lại một chút những chuyện trên triều đình vốn không nên nói cho phụ nhân hậu trạch, tuy nhiên trải qua một thời gian dài như vậy, ông cũng thấy rõ Tất Nhi là người đảm đương và có ý tưởng. Lâu Khánh Vân tất nhiên đã nói đầu đuôi mọi chuyện với nàng nên cũng không có gì cần giấu giếm. Bèn nói, hiện giờ phủ hữu tướng đang loạn thành một đoàn, lúc nãy trước khi ta từ Đông Cung trở về, Thái tử đã thu được một mật tin. Con biết ngoại thất vẫn luôn được hữu tướng sủng ái là người của Thái tử rồi chứ gì nàng ta đã truyền tin cho thái tử nói cú điểm huyệt của ký minh đã làm cho hữu tướng tê liệt giống như bị trúng gió nàng ta canh giữ bên người hữu tướng hầu hạ thuốc men châm cứu đồng thời sẽ thay thái tử ổn định vây cánh của hữu tướng chờ đến hừng đông ta sẽ đích thân đi đến phủ hữu tướng thăm bệnh tuy rằng hữu tướng sẽ không gặp ta nhưng chỉ cần trưng ra bộ dáng là được rồi cho nên tạm thời trong kinh chắc hẳn sẽ không xảy ra nhiễu loạn quá lớn có lâu chiến bảo đảm như vậy quả tim tiết thần mới xem như chân chính bình ổn đến tận lúc này nàng mới hiểu rõ ràng kế hoạch của thái tử và lâu khánh vân bởi vì nhị hoàng tử tính kế thái tử thất bại khiến cho chính mình bị què nên phe hữu tướng không còn bình tĩnh nổi lúc trước tuy rằng nhị hoàng tử cũng không lợi hại như thái tử nhưng dù sao cũng là một hoàng tử có triển vọng chỉ cần phe đảng phía sau ủng hộ nhiều một chút thì sau này có thể tìm được cơ hội nhưng sau khi chân nhị hoàng tử bị què quyền lợi trong tay hắn càng ngày càng giảm bớt cho nên đảng của hữu tướng có chút đứng ngồi không yên liền muốn ám sát thái tử bắt lấy cơ hội cuối cùng để ra sức phản công cho dù giết không được thái tử nhưng chỉ cần làm thái tử cũng bị trọng thương thì thái tử và nhị hoàng tử đều nằm trên cùng trục ngang ai cũng không thể chiếm thế thượng phong thế nhưng ám sát thái tử là một chuyện cần phải cực kỳ thận trọng nếu làm không tốt mà lộ ra chân tướng thì sẽ tự hại mình ngay trong lúc này Nam Cương Đại Vương Tử lại thông qua Lý Đạt bàn chuyện cố ý hợp tác với Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử cảm thấy đây là một cơ hội tốt liền đề cử cho Hữu Tướng. Hữu Tướng bèn tính toán để cho vụ ám sát này từ đầu tới đuôi đều do Nam Cương Đại Vương Tử ra tay, cho dù hắn thật sự giết Thái Tử thì Thừa Tướng cũng có thể phủi sạch sẽ mọi liên quan nên liền đồng ý chuyện này tiếp thần phỏng đoán vụ nam cương đại vương tử đi sứ tiêu quốc muốn hoàng đế hủy bỏ tiếng cống chắc hẳn cũng không phải là chủ ý của nam cương đại vương mà là chính hắn sát nhị cố ý nói ra đây hẳn là hiệp nghị thứ hai giữa hắn và nhị hoàng tử hắn đề nghị như vậy thì hoàng thượng khẳng định sẽ không đồng ý đến cuối cùng sẽ do nhị hoàng tử đứng ra giả bộ thuyết phục hắn nam cương đại vương tử sẽ làm như bị nhị hoàng tử thuyết phục như vậy nhị hoàng tử khẳng định sẽ tăng thêm ấn tượng tốt trước mặt hoàng thượng. Hơn nữa, đại vương tử thay nhị hoàng tử ám sát thái tử, thái tử chỉ cần bị thương thì tất nhiên phải ở trong phủ dưỡng thương, mà trong khoảng thời gian này đúng là thời điểm để nhị hoàng tử thượng vị. Chỉ tiếc, tất cả kế hoạch của bọn họ đều bị thái tử biết, bởi vì thái tử có một con ác chủ bài không ai ngờ được, đó chính là Liễu Yên. Ngay cả tiết thần cũng không biết Liễu Yên lại là người của thái tử. Nàng chỉ nhớ rõ đời trước lúc hữu tướng bị chém đầu, liễu yên đi theo xe chở tù tiễn đưa một đường hát vang ai ca, còn tưởng rằng nàng ta đối với thừa tướng là chân ái, lại không nghĩ rằng mà lúc này lâu thánh vân làm những chuyện như vậy hẳn là một phần quan trọng nhất trong kế hoạch của thái tử. Nhìn như lỗ mãn đã thương hữu tướng nhưng thật ra đã giải quyết một đại phiền toái cho thái tử. Sau khi hữu tướng tê liệt thì nhất định mọi chuyện sẽ dựa vào liễu yên đi truyền đạt hay đi thực hiện. Liễu Yên giống như một phu nhân tướng gia ẩn hình, là chính tay hữu tướng đẩy nàng ta lên vị trí này. Có Liễu Yên ra mặt khống chế vây cánh của hữu tướng, không những có thể tranh thủ đủ thời gian cho thái tử diệt trừ toàn bộ vây cánh của hữu tướng mà còn có thể thừa thắng xông lên đánh cho toàn bộ cơ cấu của hữu tướng hoàn toàn tan rã. Từng bước một tính kế như vậy làm tiếc thần nhận thức rành mạch rắc tâm của đế vương. Ngẫm lại cũng đúng, đời trước không có nàng tồn tại không có lâu khánh vân tương trợ thái tử cho dù bị thương vẫn có thể dựa vào năng lực của bản thân mà thuận lợi bước lên vương vị hơn nữa còn diệt trừ đảng phái của hữu tướng trấn áp cuộc khởi binh mưu phản của nhị hoàng tử tuy rằng thời gian chậm lại thật nhiều năm tuy rằng phải trả giá vô cùng thảm thiết nhưng rốt cuộc hắn vẫn làm được một đời này có nàng trùng sinh nên thái tử thoát được kiếp nạn ở núi vòi voi có lâu khánh vân sống sót giúp đỡ nên thái tử đã giải quyết hữu tướng sớm hơn được bao nhiêu năm đây thật đúng là chân long thiên tử. Trưởng công chúa thay sim y xong liền từ trong đi ra. Biểu tình kiên định giống một chiến sĩ sắp lao ra chiến trường, đứng lại trước mặt tiết thần và lâu chiến. Lâu chiến ông vai bà động viên, trưởng công chúa bèn mang theo ý chí chiến đấu sụp sôi ra khỏi phủ đệ ngồi xe ngựa vào cung. Tiết thần tin tưởng, vì nhi tử mà trưởng công chúa nhất định có thể phát huy sở trường, trước tiên ít nhất là ngăn chặn được sự tức giận của hoàng thượng, làm hoàng thượng không thể vội vã định ra tội danh cho lâu khánh vân không thể vội vã cấp cho đảng hữu tướng một công đạo rốt cuộc lâu khánh vân quả thật đã lỗ mãn đã thương thừa tướng còn không hề đảm đương chỉ lo trốn chạy theo tình theo lý thì hoàng thượng nên cho hữu tướng một cái công đạo mới đúng vì thế hiện giờ trưởng công chúa vào cung với một mục đích duy nhất chính là muốn bám trụ hoàng thượng không cho ngài nhanh chóng đưa ra kết luận chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày cho đến khi Liễu Yên hoàn toàn khống chế được phủ hữu tướng, lúc đó tình huống sẽ theo chiều hướng giảm bớt, lại kéo thêm một khoảng thời gian thì phỏng chừng cũng không còn chuyện gì nữa. Chương 259, Khống chế Trong hậu trạch của phủ hữu tướng ngay cả cửa sổ đều đóng chặt, tất cả phó tỳ không được bước vào. Thuốc men và đồ ăn phải giao qua tay Phạm Nương Tử là ma ma bên người Liễu Yên. Phạm Nương Tử bưng chén thuốc đặt ở trước cửa nội thất, gõ cửa ba cái liền thối lui trong chốc lát liền có người từ bên trong mở cửa lấy chén thuốc đem vào liễu yên bưng chén thuốc đi đến trước giường trong phòng có chút tối tăm còn đốt hương an thần liễu yên ngồi xuống bên mép giường cuối người nhẹ giọng kêu tướng gia đã đến lúc uống dược yên nhi đút cho ngài một lão nhân tóc hoa râm bộ dáng tiều tụy đang nằm trên giường mới tháng trước lão ta từng là một thế hệ quyền tướng tung hoành triều giả nhưng hôm nay chỉ là một lão nhân bị trúng gió tê liệt nằm một chỗ tay chân không thể cử động. Vốn dĩ lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Liễu Yên kêu bèn mở mắt, muốn nói chuyện nhưng miệng đã bị méo lại còn không ngăn được nước giải chảy ra. Liễu Yên vội vàng buông xuống chén thuốc, rút thăng ra lau đi nước giải từ khóe miệng của lão, sau đó mới đỡ lão ngồi dựa vào đầu giường, thấy lão có chuyện muốn nói bèn không người lại gần hỏi, tướng gia muốn nói gì, cứ chậm rãi nói ra võ đào thân người tê liệt phải cố gắng hết sức mới nói ra ba chữ này liễu yên ngẩn người sau đó mới hồi phục phản ứng nhẹ nhàng nói với hữu tướng tướng gia muốn gặp võ đào yên nhi hiểu rõ ngài uống dược xong rồi yên nhi liền phái người truyền hắn tiến vào hữu tướng run rẩy gật đầu liễu yên hầu hạ lão ta uống từng chút từng chút một nửa vào miệng phân nửa chảy ra liễu yên không chê cứ tiếp tục cẩn thận đút thuốc Đôi mắt hữu tướng nhìn nàng một cách cảm động, uống thuốc xong miệng lại run rẩy rặn ra vài chữ, khổ, cho, ngươi. Vành mắt liễu yên tức khắc đỏ lên, bổ nhào vào lòng hữu tướng nức nở, tướng gia nói gì thế, hầu hạ tướng gia là chuyện yên nhi nên làm. Tướng gia cứ yên tâm, mặc kệ ngài biến thành dạng gì, yên nhi đều sẽ ở bên cạnh ngài hầu hạ, thay ngài duy trì cuộc sống duy trì tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ngài nàng nói ra một tràng tình ý chân thành làm hữu tướng cũng rất cảm động run rẩy giơ tay xoa đầu vai liễu yên gian nan gật đầu một chưởng kia của lâu khánh vân nhất định là đánh vào huyệt vị sau cổ của lão làm lão biến thành dáng vẻ hiện giờ tội nghiệp cô nương như hoa như ngọc phải hầu hạ lão lúc trước hữu tướng chỉ cảm thấy nha đầu này thông minh lanh lợi ôm nhu hiểu chuyện rất có thủ đoạn vốn tưởng rằng chỉ vì nàng không muốn phiêu bạc chống loạn thế nên mới chịu an ổn ở lại bên người lão. Thế nhưng lại không ngờ nàng thật sự động tình, sau khi lão trúng gió vẫn không rời không bỏ ngày đêm vất vả hầu hạ, so với hiền thê nhi nữ còn chu đáo hơn. Tả thanh liễu cảm thấy vô cùng an ủi, nghĩ tới có một số việc đích xác có thể giao thác vào tay nàng. Liễu yên hầu hạ hữu tướng nằm xuống xong liền đi gọi võ đào tiến vào. Võ đào là thân vệ của hữu tướng, có rất nhiều chuyện hữu tướng chỉ yên tâm sai hắn đi làm. Võ Đào tiến vào nhìn thấy hữu tướng như vậy trong lòng rất chua xót, Quỳ xuống trước giường hữu tướng. Liệu Y ngồi ở mép giường, cuối người xuống cẩn thận nghe hữu tướng nói, sau khi nghe xong mới thông truyền lại cho Võ Đào, tướng gia hỏi ngươi, tặc tử Lâu Khánh Vân kia đã bắt được chưa? Võ Đào có chút hổ thẹn, do dự một lát mới nói, khởi bẩm hữu tướng, còn, còn chưa bắt được. Tuy rằng đã biết hướng đi của Lâu Khánh Vân, chỉ là bên người hắn cao thủ sang sát, người của chúng ta tấn công vài lần cũng chưa thể xâm nhập vòng ngoài, cho nên. Liễu Yên lại cúi người xuống, nghe xong liền truyền lại, tất cả ám vệ đều phái ra rồi sao? Võ Đào gật đầu, phải. Đều phái ra rồi. Liễu Yên không chờ nghe ý hữu tướng, tự mình gây gắt hỏi Võ Đào, Lâu Khánh Vân làm hại tướng gia đến mức này, người trong tay ngươi đều ăn chay hay sao? ngày thường thấy bọn họ rất lợi hại mà, bây giờ ngay cả một người cũng không bắt được. Lúc nàng nói những lời này dáng vẻ thật sự sốt ruột, đôi mắt tức khắc đỏ lên, tình ý chân thành có thể thấy được rõ ràng. Hữu tướng run rẩy chuyển tay đụng vào mu bàn tay của Liễu Yên, Liễu Yên vội vàng chậm chậm khóe mắt, cúi người xuống nghe phân phó, nghe xong bèn gật đầu, sau đó mới ngồi thẳng dậy nói với võ đào, hữu tướng suy đoán. Lâu Khánh Vân nhất định muốn chạy về hướng mặt bắc, phải làm sao chặn giết được hắn ở trên đường. Nếu chờ hắn chạy tới lâu gia quân doanh ở mặt bắc thì các ngươi càng không có cơ hội giết hắn. Đi điều động thanh bang cùng các bang phái khác ở bên đường hỗ trợ, nhất định phải bắt cho được lâu Khánh Vân để bầm thay vạn đoạn. Võ Đào có chút nôn nóng trả lời, cô nương đừng giận, thuộc hạ liền đi làm ngay. Chẳng qua dựa vào những cao thủ vây quanh lâu Khánh Vân hiện giờ, cho dù có triệu tập người thanh bang cũng chưa chắc có thể chặn đứng hắn thuộc hạ nhất định tận lực. Liễu Yên không đợi hữu tướng mở miệng liền nói thẳng, không phải chỉ tận lực thôi mà nhất định phải làm được. Lâu Khánh Vân làm hại tướng gia đến tình trạng này, ngươi không đau lòng nhưng ta rất đau lòng, bằng bất cứ giá nào cũng không thể buông tha hắn. Huống chi, sự kiện lần này rõ ràng chính là thái tử sai sử Lâu Khánh Vân cố ý gây ra. Lâu Khánh Vân là phụ tá đắc lực của thái tử, chỉ có giết hắn thì nhị hoàng tử mới có khả năng thượng vị những việc này từ trước tướng gia đã cẩn thận phân phó qua, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao? Võ đào thấy bộ dáng liễu yên sắc thật sốt ruột đến bốc hỏa. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn đôi môi hữu tướng run rẩy lợi hại, võ đào thò lại gần, chỉ nghe hữu tướng hung ác phát ra một chữ, giết. Yes. Một chữ này chứa đầy tâm tình phẫn nộ, võ đào cũng cảm thấy hốc mắt chua xót. một vị quyền tướng thuở nào đột nhiên lại biến thành bộ dáng như thế, trách không được Liễu Yên cô nương tức giận như vậy. Liễu Yên thấy cảm xúc của hữu tướng trở nên kích động cả người bắt đầu run rẩy, vội vàng cúi xuống ôm chầm lấy thân mình của hữu tướng để ổn định lại, sau đó mới vẫy tay cho võ đào nói, ngươi mau lui xuống đi, chuyện tướng gia phân phó nhất định phải làm tốt. Biết không? Vâng. Võ đào lui ra thì hữu tướng lại run run rẩy rẩy nói ra mấy chữ, tìm. Vương một chữ cuối cùng không thể nào nói nên lời liễu yên cực kỳ thông minh hỏi tướng gia muốn sai võ đào đi tìm đình uy tướng quân vương quốc duy hỗ trợ phải không vương quốc duy cai quản đại doanh đông sơn hữu tướng từng có ân cứu mạng hắn trong tay hắn cũng có binh lực rất tinh duệ khó trách hữu tướng sẽ nghĩ đến hắn hữu tướng trợn mắt gật đầu sau khi liễu yên minh bạch liền nói được vậy tướng gia hãy yên tâm nằm nghỉ yên nhi sẽ kêu võ đào đứng lại bảo hắn đi tìm đình uy tướng quân nói xong liễu yên liền vội vàng ra cửa hữu tướng nhìn thân ảnh nôn nóng của nàng trong lòng vô cùng an ủi may mắn ngay ở lúc này còn có một hồng nhan tri kỷ như liễu yên kề cận bên người liễu yên ra cửa viện liền sai phạm nương tử chạy theo phạm nương tử chân chẳng mau lẹ đuổi kịp võ đào kêu hắn quay lại đình hóng gió ở hậu viện liễu yên đang chờ hắn ở bên trong võ đào biết nhất định tướng gia có thêm điều gì phân phó vội vàng tiến lên nghe lệnh liễu yên nói với võ đào tướng gia nói ngươi nhất định phải chặn giết bằng được lâu khánh vân sự tình lần này rõ ràng chính là thái tử bày mưu đặc kế nếu ngươi không thể chặn giết lâu khánh vân vậy thì nghiệp lớn của nhị hoàng tử sẽ bị gian nan rất nhiều rõ chưa võ đào gật đầu vâng cô nương kêu ta quay lại chỉ là để nói điều này sao liễu yên lắc đầu không dĩ nhiên là còn có phân phó khác ngươi truyền lệnh xuống làm các bộ khôi phục vận hành bình thường Tuy rằng tướng gia bị bệnh nhưng quyền lợi trong tay tướng gia không thể mất đi. Hiện giờ tướng gia chỉ cáo ốm, người bên ngoài không biết tướng gia bệnh nghiêm trọng như vậy, người cũng tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần cho người ngoài, nếu không khó tránh khỏi có vài người sẽ nảy sinh hai lòng. Ngươi hạ lệnh xuống để đốc thúc tất cả mọi chuyện đều vận hành như thường lệ, có chuyện gì cũng có thể trình lên giống như trước, ta sẽ nói lại cho tướng gia nghe từng chuyện một, tuyệt đối không thể để thủ hạ tạo phản, rõ chứ? Võ Đào cũng biết chuyện này trọng đại, gật đầu nói, được, cô nương xin yên tâm, ta sẽ đi trấn an. Thật ra vừa rồi ta cũng định bẩm báo, tướng gia sắp xếp như vậy là đúng, phía dưới đã có người bắt đầu tìm hiểu thương thế của tướng gia, có chút lời đồn đãi đã bắt đầu dấy lên, cảm xúc của mọi người đều không ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất nhiên sẽ bị chia năm sẽ bảy. Thế lực tướng gia khổ tâm kinh doanh thực mau liền suy yếu, đây thật là sự tình tướng gia không muốn nhìn đến. Chỉ làm khổ liễu yên cô nương, bên trong nội trạch tướng gia chỉ tin tưởng mỗi một cô nương, chuyện của tướng gia còn cần cô nương đảm đương nhiều hơn mới được, chờ cho tình huống của tướng gia chuyển biến tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta cũng hết khổ. Tướng gia có ân tái sinh đối với ta, nếu không có tướng gia thì cho tới hôm nay ta còn sống ở chốn hoa lâu. Phần ân tình này ta sẽ không thể nào quên. Chuyện nội trạch ngươi không cần lo lắng, hãy mau chóng truyền đạt mệnh lệnh của tướng gia xuống dưới ta cũng phải về hầu hạ tướng gia liễu yên nói xong liền gấp gáp rời đi lại bị võ đào kêu lại võ đào có chút do dự nhưng vẫn hỏi ra miệng còn có một việc lúc nãy chưa kịp hỏi tướng gia tuy nhiên cô nương ở bên người tướng gia nhiều năm rất nhiều chuyện cũng đều là quyết sách của cô nương vì thế ta liền hỏi cô nương cũng được Ta nhớ rõ đình uy tướng quân vương quốc duy của Đông Sơn đại doanh chịu ân cứu mạng của tướng gia, vụ chặn giết lâu Khánh Vân nếu có thể được vương tướng quân trợ giúp thì có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hôm qua vương soái còn đích thân tìm đến ta. Hỏi ta có muốn ông ta hỗ trợ hay không? Ta không dám đáp ứng, nếu không. Liễu Yên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, ta cảm thấy không ổn, hiện giờ vương tướng quân là chủ soái của Đông Sơn Đại Doanh nếu ông ta theo ngươi ra kinh thì bản thân đã phạm vào trọng tội trong tay ông ta tuy có người tài ba nhưng chưa chắc có thể hoàn toàn bị ông ta nắm giữ hành động này của các ngươi hết thảy đều lén lút gạt qua pháp luật của triều đình mà làm nếu thủ hạ của vương soái có một người theo địch làm phản vậy chẳng khác gì gán thêm cho tướng gia tội danh chẳng giết triều thần huống chi có vương soái tọa trấn ở kinh thành tướng gia ít nhiều gì cũng sẽ an toàn hơn lần này Lâu Khánh Vân đi mặt Bắc thì người mang theo cũng hạn chế, người ở các nơi chiêu mộ ban phái giang hồ giúp ngươi hành động, như vậy sẽ không có nhược điểm lưu lại trong tay thái tử, lại có thể dùng xa luân chiến tiêu hao người bên cạnh Lâu Khánh Vân, cụ thể làm như thế nào ta không cần phải nói vì đây là thế mạnh của ngươi. Nói đến cùng phải làm cách nào để giết người thì ta cũng không hiểu biết, còn cần các ngươi chú tâm nhiều hơn. Sa Luân Chiến, trong binh thư của Tôn Tử có dạy cách xa luân chiến là hai cánh quân thay nhau tấn công làm đối thủ xoay sở không kịp liên tục bị động. Không biết nên tập trung đối phó với bên nào. Nghe Liễu Yên nói xong, Võ Đào cũng cảm thấy cực kỳ có lý, ít nhiều gì cũng được cô nương đề điểm, cô nương nói rất đúng, chuyện này đích xác không thể vận dụng người của Đông Sơn Đại Doanh. Tướng gia đã như thế thì chúng ta không thể tăng thêm phiền toái cho tướng gia. Chuyện giết người cứ giao cho ta đi làm nếu giết không được Lâu Khánh Vân thì võ đào ta đây lấy chết tạ tội. Nói xong câu đó võ đào liền chấp tay cáo biệt Liễu Yên, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi đình hóng gió. Đôi mắt đen lấy của Liễu Yên nhìn chầm chầm vào bóng dáng của võ đào. Trên khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh. Chương 260, Vắng Chàng Thái tử lấy thân làm mồi phơi bày ra âm mưu của Nam Cương Đại Vương Tử Hán Sát Nhĩ. Ngay hôm sau khi Lâu Khánh Vân trốn đi, triều đình liền truy nã người của hán sát nhĩ đã bị chỉ chứng và xác nhận là thích khách đêm đó. Đại vương tử cũng biết kế hoạch thất bại trong gan tất nhưng vẫn còn muốn gân cổ biện luận với thái tử trên triều để thoát khỏi liên can, rốt cuộc dưới những bằng chứng quá rõ ràng đành phải nhận tội. Hoàng thượng cực kỳ giận dữ, sai người đem hắn nhốt vào xe chở tù xuất quan áp giải về Nam Cương. Hoàng thượng còn nói rõ, nếu nam cương khả hãn không cho tiêu quốc một giải thích hợp lý thì đừng trách tiêu quốc bỏ qua hiệp ước hòa bình tiễn đi một nhà đại vương tử xong xuôi hoàng thượng mới rảnh rỗi để quan tâm đến sự tình giữa lâu khánh vân và hữu tướng sau khi sự việc phát ra thì lâu khánh vân cũng đã chạy khỏi kinh thành thật giống như một hài tử làm sai chuyện rồi lén lút bỏ trốn hoàng thượng thật ra cũng không phải bực hắn đã thương hữu tướng chỉ là cảm thấy tiểu tử này không có tinh thần trách nhiệm lâm trận bỏ chạy bộ thật sự cho rằng ngài sẽ vì hữu tướng mà gây thương tổn cho ngoại chất nhi hay sao nhiều nhất chỉ là bắt về đánh cho một trận nhốt lại vài ngày ngoài ra còn có thể làm gì khác chạy cái gì mà chạy hữu tướng nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy hoàng thượng cũng rất kiên dè lão ta chẳng qua niệm tình hữu tướng nhiều năm qua cũng không làm ra việc gì thương tổn đến nền tảng quốc gia nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng lần này Nam Cương Đại vương tử đã thú nhận không chút e dè, nói là hắn đồng mưu với Nhị hoàng tử và Hữu tướng để ám sát thái tử. Chỉ đơn cử chuyện này thì đã đủ cho hoàng thượng trong lòng có đau Hữu tướng thế nào đi nữa cũng hạ quyết tâm muốn cắt đứt cánh chim. Thế nhưng bởi vì lâu Khánh Vân bỏ chạy nên chuyện này không có cách gì lập tức truy cứu. Muốn phái người đuổi bắt hắn về quy án nhưng hoàng thượng không chịu nổi thân muội muội một ngày ba bữa đến trước mặt ngài khóc lóc kể lễ lâu gia muốn chơi trò gì làm sao hoàng thượng lại không biết, nếu là người khác tới khuyên thì ngài nhất định sẽ không lưu tình, chỉ là, thân muội muội này của ngài, nói nàng có bản lĩnh dùng nước mắt nhấn chìm kim sơn tự cũng không quá đáng, chỉ cần vừa lên tiếng là nước mắt liền ồ ạt ào ra như vỡ đê, làm ngài muốn cho lâu khánh vân một chút giáo huấn nho nhỏ cũng không có biện pháp. Đành phải để mặc kệ tiểu tử kia đi cho khuất mắt, có bản lĩnh thì cả đời hắn đừng trở lại kinh thành. Trận đấu này của Lâu Gia, dưới sự chém giết, kiệt lực của trưởng công chúa thì coi như giành được thắng lợi nhất thời. Nửa tháng sau, thám tử cũng truyền về tin tức của Lâu Khánh Vân, nhân tiện mang tới một phong thư nhà báo Bình An, Lâu Khánh Vân đã thành công đến được quân doanh ở Mạc Bắc, dọc đường đi gặp phải quá nhiều phục kích. Trong thư tuy không viết một cách tường tận nhưng thật ra hắn đã điều tra xong tất cả thế lực trong chốn giang hồ của hữu tướng, bí mật gửi về một phong mật hàm giao cho thái tử, kêu thái tử tiến thêm một bước tra xét qua năm sau tiết thần lâm bồn vào tháng giêng lần này không chuyển bụng trễ cả nửa tháng giống như lần sinh tuân ca nhi mà lại sinh trước thời gian dự định mười mấy ngày sau khi tiết thần ăn xong ba chén lớn chè trôi nước trong dịp tết nguyên tiêu ban đêm liền cảm giác bụng có động tỉnh lập tức hô bà đỡ trong phủ loạn thành một đoàn cũng may có sách na bên cạnh tọa trấn nên tiết thần cũng không chịu tội trong phòng sinh từ giờ hợi ngày 15 tháng Giêng kéo dài đến giờ dần ngày 16 tháng Giêng, sau bốn canh giờ tiết thần bình an sinh hạ hai hài nhi. Lâu Khánh Vân không ở trong phủ, Lâu Chiến Cộng thêm lão Thái Quân liền thay thế Lâu Khánh Vân canh giữ ở ngoài cửa. Sách Na chờ sinh xong mới ra báo tin, một nam một nữ, là đôi song sinh Long Phượng. Tin này làm mọi người chờ bên ngoài vui mừng đến phát điên, lão Thái Quân lập tức cảm tạ Bồ Tát, trưởng công chúa từ phòng sinh bước ra vui vẻ cười tích mắt, là hai oa oa béo tốt, tiểu tử năm cân bảy lượng, khuê nữ sáu cân. Tổ tông phù hộ, ông trời phù hộ, lâu gia chúng ta rốt cuộc có con cháu thịnh vượng rồi. Nghe vậy lâu chiến cũng rất vui mừng gật đầu lia lịa, phong thưởng trên dưới toàn phủ, lại vội vàng phái người vào cung truyền tin, càng không quên viết thư báo cho nhi tử đang chờ tin ở mặt bắc. Tiết thần sinh hai đứa nhỏ xong tinh thần không khỏe khoắn bằng lúc sinh tuân ca nhi xử lý dơ bẩn trên người xong liền mệt mỏi thiếp đi thế nhưng vừa ngủ không bao lâu đã nghe tiếng oe oe của hai hài nhi tiếp thần mở bừng mắt liền thấy sách na ôm hài nhi tiến lại hỏi phu nhân ngài còn chống nổi không lúc nãy ca nhi tỷ nhi có uống đỡ chút nước đường hiện tại chỉ sợ thật sự đói bụng rồi các nhũ mẫu đều đã chuẩn bị sẵn sàng ngài thấy thế nào tiếp thần ngủ trong chốc lát thì sức lực đã hồi phục một chút vẫy tay kêu sách na ta tự cho bú trước nếu sửa không đủ thì đưa qua cho nhũ mẫu sách na ôm hai hài nhi đỏ hỏn nhăn dúng gió đặt kế bên tiết thần tiết thần nhìn nhìn hài nhi trong lòng dâng lên một trận cảm động nghĩ đến lâu khánh vân liền cúi đầu hôn lên má mỗi đứa một cái thầm thì cha tụi con không ở trong phủ hai đứa phải ngoan ngoãn nếu không nghe lời đợi cha về đánh mông hai đứa lúc trước khi hết khàn cả giọng tiết thần chỉ lo kêu tên lâu khánh vân tuy rằng biết rõ phu quân đâu thể nghe nhưng nàng lại nhịn không được vẫn muốn kêu, dường như cái tên kia có thể tiếp thêm sức lực cường đại cho nàng. Mãi đến lúc đó tiết thần mới hiểu được, Lâu Khánh Vân người nam nhân này rốt cuộc quan trọng biết bao nhiêu đối với nàng, quan trọng đến nỗi chỉ cần kêu tên chàng là nàng có thêm sức lực vượt cạn. Sách Na dạy Tiết Thần một phương pháp có thể đồng thời cho hai hài nhi cùng bú. Tiết Thần nhìn hai tiểu hoa nhi, đôi mắt còn chưa mở to mà đã biết tìm nguồn sữa, cảm thấy cực kỳ thú vị. Khi trưởng công chúa tiến vào thì tiết thần đang cho bú. Một đứa bú no thì được sách na ôm ra ngoài màn dao vào tay trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhìn tả màu đỏ liền biết đây là tỷ nhi, Ông một hồi lâu thì ca nhi mới được ôm ra, bà lại đưa tay ra nhận lấy ca nhi ôm hết hai đứa nhỏ vào ngực, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiên định. Lại hỏi thăm tình huống của tiết thần, biết nàng tinh thần không tồi. Sửa ra nhiều trưởng công chúa cũng liền an tâm. Vào lúc hài nhi tắm ba ngày, tỉnh tỷ tỉ nhi tú tỷ nhi và tiêu thị cùng đến thăm tiết thần, mang đến lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ. Tú tỷ nhi còn đưa tới một ít đồ theo tinh xảo, ông hài tử mà không quên treo gẹo tiết thần, từ nhỏ đến lớn muội luôn là đứa thông minh nhất, người khác chỉ có thể sinh từng đứa, muội làm một lúc hai đứa luôn, thật là bất việc. Tiết thần đang uống canh khổ qua, đắng không chịu được phải đút một miếng mứt hoa quả vào miệng rồi mới phản bác, tỷ hâm mộ thì về nói với Nguyên Khanh, ai bảo Nguyên gia không có lệ này. Tú tỷ nhi biểu môi thật dài có thể treo được bình dầu, hừ, đừng đắc ý. Hiện giờ muội có ba hài nhi thì ta cũng đâu thua kém, đứa thứ ba đang mang trong bụng. Muốn nói thì nói tỉnh tỷ tỉ nhi nè, cho tới hôm nay mới sinh một đứa, thật quá chậm tiếng. Tỉnh tỷ tỉ nhi mặt mày đỏ hồng, quán trách trừng mắt lường tú tỷ nhi một cái, chuyện này có gì mà chậm tiếng chứ? Tỷ chỉ biết trêu chọc người khác. Đại tỷ đừng để ý đến nàng. Ba cô nương ở bên nhau lại đùa giỡn một trận, tiêu thị thay tả xong cho hai hài nhi mới đến bên người tiết thần hỏi nàng, đúng rồi, lần này ta tới lão gia cũng muốn nhắn hỏi con một câu. Cô gia đã rời kinh một thời gian rồi, khi nào thì trở về. Cũng đâu thể để mẫu nhi tụi con ở mãi trong kinh, lâu quá không đoàn tụ thì cũng không được đâu. Tiết thần nghĩ ngợi một chút mới trả lời, con cũng không biết khi nào Lan Quân về, nói là sau một thời gian sẽ đón tụi con nhưng chưa xác định thời điểm, cũng không biết có về được hay không. Tú Tỷ Nhi xen vào, Thế tử trở về đón mấy mẫu Nhi ra ngoài. Thế tử không tính ở lại Kinh Thành. Tiết thần cười nói, không trở về mới tốt, trong Kinh Thành thị phi quá nhiều. Chẳng qua chúng ta muốn rời Kinh Thành để sống cho thoải mái nhưng chưa chắc Hoàng thượng và Thái tử sẽ cho phép. Thôi thì đi ra ngoài nhàn tản vài năm cái đã." Tú tỷ nhi đồng ý gật đầu, hoàng thượng và thái tử còn muốn thế tử về làm việc cho các ngài, đâu thể nào dễ dàng để cho các ngươi tiêu giao. Nói không chừng lần này thế tử trở về liền đi không được." Tiết thần không nói gì, trong lòng cũng lo lắng. Sau lễ tắm ba ngày thì đến tiệc đầy tháng, bất cứ dịp nào chỉ cần đôi long phượng xuất hiện là có thể lôi kéo sự chú ý của mọi người ngay. Tiệc đầy tháng đã làm trong phủ một lần, qua hai ngày hoàng hậu nương nương lại mở tiệc trong trung cung lần thứ hai cho đôi hài tử. Mâu thuẫn giữa Lâu Khánh Vân và hữu tướng dường như không hề ảnh hưởng đến tình cảm của đế hậu với Lâu Gia. Tuy nhiên, hoàng thượng ở trên triều cũng tuyên bố, Lâu Thế Tử có bản lĩnh thì cả đời đừng trở về, chỉ cần hắn bước vào kinh thành thì không cần phân trần cứ đánh 50 đại bản trước. Hiện giờ hữu tướng bị Lâu Khánh Vân làm hại không thể nào lên triều, có việc gì thì nội các đều đưa sổ con đến tướng phủ thế là trong vô hình thế lực của hữu tướng dần dần bị chia cắt không ít mặc dù vậy nhưng hữu tướng cũng không có ý buông tay tuy nói sinh bệnh nhưng mỗi ngày cũng đều có quyết sách mới từ trong phòng truyền ra lúc mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy không có gì nhưng sau một thời gian mọi người liền nhận ra có chuyện gì đó không đúng bởi vì sau khi sinh bệnh hữu tướng hình như thay đổi rất nhiều đa số chính kiến bây giờ lại giống của thái tử y đúc mọi người sôi nổi phỏng đoán có phải hữu tướng muốn tỏ ra yếu thế một ít đối với thái tử hay không rốt cuộc sau khi hữu tướng bị thương xác thật khiến cho mọi người có cảm giác lực bất tòng tâm đảng của hữu tướng nhận ra sự kỳ quái liền muốn đi thăm hữu tướng nhưng tất cả đều bị hộ vệ võ đào bên người hữu tướng đuổi đi chỉ nói hữu tướng không gặp khách dần dà có vài thế lực trong tay hữu tướng bắt đầu cảm thấy bất an bèn chậm rãi ngầm hướng về phía thái tử dựa vào thế lực của hữu tướng cứ vậy mà bị sói mòn từng chút một giống như tầm ăn rỗi, càng ngày càng yếu. Tiết thần ở cử sông nóng lòng ở trong phủ chờ đợi Lâu Khánh Vân trở về đón mấy mẫu nhi. Trước cuộc khi hài tử tròn 3 tháng thì Lâu Khánh Vân mới phái người trở lại muốn đón bốn người cùng đi Mạc Bắc, nói rằng ở Mạc Bắc đã an bài hết thảy rất tốt. Trưởng công chúa cảm thấy luyến tiếc nếu cả ba hài tử đều đi, muốn giữ lại một đứa nhỏ bên người chỉ là hai đứa nhỏ được Tiết thần tự mình nuôi nấng nên không rời nàng được, còn Tuân Ca Nhi vừa nghe nói có thể đi chơi Mạc Bắc thì làm gì còn muốn ở lại kinh thành. Cả ngày làm ầm ĩ muốn đi Mạc Bắc ngay lập tức. Cứ bận rộn như vậy vài ngày thì Tiết thần mới thu dọn hành trang xong xuôi. Mấy mẫu nhi ngồi trên chiếc xe ngựa đặc chế, bên ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, chỉ là hơi lớn hơn một chút. Tuy nhiên từ bánh xe đến nội thất không có chỗ nào là không phải chế tác một cách tinh diệu để tăng cường sự xa hoa thoải mái. Tiếp thần mang theo bốn tỷ nữ Hạ Châu, Tô Uyển, Khâm Phượng, Chẩm Nguyên, Sách Na dĩ nhiên đi theo, thêm ba ma ma đều là một tay chuyên nghiệp chăm sóc hài tử, tổng cộng có tám người hầu hạ cộng với hai nhũ mẫu, bốn chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn ra khỏi kinh thành. Cứ thế dông duỗi suốt hơn một tháng rốt cuộc phong trần mệt mỏi tới được mặt bắt vào tháng 3 thời tiết mặt bắc cũng không đến nổi quá lạnh, nơi nơi là một mảnh trắng xóa. Xa xa nhìn thấy vương kỳ tung bay, Lâu Khánh Vân đứng trước hàng rào gỗ của doanh trại nhóm chân ngóng trong, vừa thấy bóng dáng đoàn xe ngựa của tiết thần liền xoay người lên ngựa phi ra nghênh đón. Tiết thần xốc lên màn xe, liền thấy Lâu Khánh Vân đã để hai chồng râu phất phới từ nơi xa chạy đến, bộ dáng ngồi trên lưng ngựa trông rất phấn chấn oai hùng. Lúc này gặp nhau như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ mặc kệ cùng nhau sống chung bao nhiêu năm nhưng người nam nhân này vẫn luôn có thể cho nàng kinh diễm. Lúc trước khi lựa chọn Lâu Khánh Vân thì Tiết Thần thật sự mang tâm trạng đặt cược, hai người cầm tay nhau đi qua biết bao đoạn đường, trải qua đủ loại khó khăn, trận đánh cược với cuộc đời này nàng đã thắng một cách cực kỳ xinh đẹp. Lâu Khánh Vân đón ánh mặt trời chạy tới vùng thánh địa trong lòng hắn, vừa thấy màn xe nhấc lên thì trên gương mặt lộ ra một nụ cười rực rỡ. Hắn dơ roi dục ngựa, như muốn biến thành cánh chim bay vút về phía nữ nhân đã cho hắn hạnh phúc vô tận trong cả đời này